tên lửa dẫn đường Nga bắn cháy pháo tự hành của Ukraine ở Sumy. Nga thừa thắng xông lên ở Donbass. Israel tiếp tục không kích dữ dội vào lãnh thổ Liban và Syria. Mỹ bắt giữ nghi phạm âm mưu tấn công khủng bố trong ngày bầu cử tổng thống. Triều Tiên tuyên bố cắt đứt hoàn toàn tuyến đường bộ và đường sắt tới Hàn Quốc. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh YouTube Báo điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Và sau đây, xin mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết quân đội nước này tiếp tục phá hủy pháo tự hành Pháp viện trợ cho Ukraine để đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow. Đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy pháo tự hành Seja bị tên lửa dẫn đường laser KH-BPLA được phóng từ máy bay tấn công không người lái tầm trung Orion phá hủy. Trong vài tuần qua, máy bay không người lái UAV Orion của Nga đã bất ngờ quay trở lại chiến trường. Các UAV này được lực lượng Nga sử dụng để tiến hành hoạt động tấn công vào sâu trong hậu phương của Ukraine. Trước đó, ngày 16 tháng 9, truyền thông Nga đưa tin UAV Orion phá hủy pháo phản lực hạng nặng M270 bằng tên lửa dẫn đường laser KH-BPLA. Ngày 24 tháng 9, một máy bay không người lái Orion khác tiếp tục phá hủy xe bọc thép của Ukraine ở tỉnh Kursk. Trong một diễn biến đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát thêm hai ngôi làng ở Donbass là Zolotaniva và Zoryanepese. Hai ngôi làng này nằm ở phía bắc và nam thị trấn Kurakove, một trong những vị trí quan trọng của các hoạt động quân sự ở mặt trận phía đông. Các báo cáo chính thức của Ukraine về cuộc xung đột không đề cập đến việc mất quyền kiểm soát hai ngôi làng, nhưng Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận khu vực Kurakove là nơi diễn ra những cuộc giao tranh quyết liệt nhất ở mặt trận phía đông. Lần cuối cùng quân đội Ukraine nhắc đến Zolotaniva trong báo cáo cho biết ngôi làng này đang hứng chịu một loạt các cuộc tấn công của Nga. Chuyên gia người Anh Alexander Mercuris vừa chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân rằng quân đội Nga đang tiếp cận các trung tâm hậu cần chính của lực lượng vũ trang Ukraine khi cuộc tấn công của họ tăng tốc. Ông Mercuris nhấn mạnh, người Nga đã tăng tốc tiến công trong vài tháng qua, hiện họ đang tiếp cận các điểm hậu cần quan trọng. Theo chuyên gia này, ý tưởng Ukraine có thể giành chiến thắng trong trận chiến tiêu hao sức lực trước Nga là một ảo tưởng nguy hiểm. Ông Mercuris cho hay, thời gian không còn nhiều, Ukraine đang phải chịu hết thất bại này đến thất bại khác. Quân đội Ukraine đang bị người Nga đánh bại trên các mặt trận. Người Nga sắp chiếm được những nơi ở miền đông Ukraine có thể có tầm quan trọng sống còn đối với tương lai của chính Ukraine. Trong một tuyên bố đáng chú ý, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng hầu hết các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không thực sự ủng hộ mong muốn của Ukraine gia nhập khối quân sự do Mỹ lãnh đạo này. Ngoại trưởng Szijjarto cho biết, nhiều thành viên của khối đã bày tỏ thái độ hoài nghi và phản đối trong các cuộc trò chuyện riêng tư. Theo ông Szijjarto, hành vi của một bộ phận đáng kể các thành viên NATO là cực kỳ không công bằng đối với người Ukraine vì các nước này không trung thực về quan điểm của họ. Bộ trưởng Ngoại giao Hungary cho biết, ông đã truyền đạt điều này tới người đồng cấp Ukraine Andrei Sibiga trong cuộc gặp gần đây của họ, tuy nhiên không tiết lộ Bộ trưởng Ukraine phản ứng thế nào trước nhận xét của ông. Ông Szijjarto khẳng định, tuần trước tôi đã trao đổi với người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine trong chuyến thăm Budapest rằng tôi không biết họ đang cố thuyết phục ông ấy điều gì, nhưng khi chỉ có chúng tôi ở phía sau cánh cửa đóng kín, phần lớn các quốc gia NATO chia sẻ quan điểm mà tôi vừa nêu rõ. Nhà ngoại giao chỉ ra rằng không giống như hầu hết các quốc gia NATO, Hungary đã công khai phản đối việc Kiev trở thành thành viên vì tin rằng việc gia nhập của nước này sẽ dẫn đến Thế chiến thứ ba. Việc gia nhập của các quốc gia mới phải được tất cả 32 thành viên NATO chấp thuận, nên ngay cả một quốc gia cũng có khả năng loại một ứng cử viên. Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah, khu vực phía nam thủ đô Beirut của Liban tiếp tục hứng chịu những cuộc không kích dữ dội từ quân đội Israel trong đêm ngày 8 tháng 10. Theo hãng thông tấn quốc gia Liban NNA, các máy bay chiến đấu Israel đã oanh tạc dữ dội các khu vực Buzi Barazine, Haret Hirek và Lailaki thuộc vùng Daie, gây ra nhiều vụ hỏa hoạn lớn và phá hủy nhiều công trình. Một trong những cuộc không kích dữ dội nhất đã diễn ra tại Buri Barazine, nơi 4 tòa nhà bị san phẳng hoàn toàn. Mục tiêu của các cuộc tấn công này là nhằm phá hủy những cơ sở hạ tầng và doanh nghiệp được cho là có liên hệ với lực lượng Hezbollah. Sức ép từ các đợt không kích không ngừng đã buộc hàng nghìn cư dân phải rời bỏ nhà cửa, tìm kiếm nơi ẩn náu an toàn ở những vùng khác. Bên cạnh Liban, tình hình tại Syria cũng căng thẳng không kém khi một vụ không kích của Israel đã nhắm vào khu vực dân cư đông đúc Mazet tại thủ đô Damascus trong đêm 8 tháng 10. Theo Bộ Quốc phòng Syria, vụ tấn công này đã khiến 7 dân thường thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.
trong khi 11 người khác bị thương. 3 tầng của một tòa nhà 14 tầng tại Mazet đã bị phá hủy hoàn toàn. Vụ không kích tại Syria là một phần trong chuỗi hành động quân sự của Israel nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Hezbollah ở cả Liban và Syria, khiến căng thẳng trong khu vực Trung Đông càng trở nên khó kiểm soát. Chính phủ các nước trong khu vực đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để ngăn chặn tình trạng leo thang bạo lực. Trong bài phát biểu qua video gửi tới người dân Liban, đăng tải trên mạng xã hội X mới đây, Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố nước này đã tiêu diệt hàng nghìn chiến binh Hezbollah, bao gồm cả thủ lĩnh Hassan Nasrallah và hai người có thể thay thế ông này. Thủ tướng Netanyahu khẳng định, chúng tôi đã làm suy yếu năng lực của Hezbollah. Chúng tôi đã tiêu diệt hàng nghìn chiến binh, bao gồm cả thủ lĩnh Hassan Nasrallah, người thay thế ông ta, và cả người thay thế cho người thay thế. Nhưng ông không nêu rõ tên hai người thay thế. Ông Netanyahu cho hay, Hezbollah hiện giờ đã yếu hơn nhiều so với nhiều năm trước. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, Hashem Safedini, người được kỳ vọng sẽ kế nhiệm thủ lĩnh Nasrallah, có thể đã bị loại bỏ. Ông Gallant nhận định, Hezbollah không còn người ra quyết định và năng lực tác chiến của nhóm đã suy giảm, cho rằng kho vũ khí khổng lồ của nhóm vũ trang Liban hiện tại còn thua kém tổ chức Hamas ở giải Gaza. Phát biểu với báo giới tại Tehran mới đây, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Arachi khẳng định, nước này không muốn căng thẳng leo thang ở Trung Đông, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Ngoại trưởng Arachi cho hay, chúng tôi đã tuyên bố nhiều lần rằng Iran không muốn gia tăng căng thẳng, mặc dù chúng tôi không sợ chiến tranh và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông Arachi nhấn mạnh, chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi tình huống, các lực lượng vũ trang đã chuẩn bị đầy đủ. Tuy nhiên, ông lưu ý, chính sách của Iran là ngăn chặn các hành động thù địch và đạt được lệnh ngừng bắn có thể chấp nhận được. Theo hãng tin Mirror, nhà ngoại giao hàng đầu Iran cho rằng Israel không nên thử thách ý chí của Tehran. Ông cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran đều sẽ vấp phải phản ứng dữ dội. Trong một tuyên bố tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo Liban đang trên bờ vực của cuộc chiến tranh toàn diện. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng mặc dù tình hình hiện tại đang rất căng thẳng, nhưng vẫn còn cơ hội để ngăn chặn những hậu quả thảm khốc có thể xảy ra. Theo ông Guterres, Trung Đông hiện giống như thùng thuốc nổ, nơi nhiều bên đang cầm ngòi nổ. Trong đó, xung đột ở bờ Tây đang sôi sục và các cuộc tấn công ở Liban đang đe dọa đến toàn bộ khu vực. Trong những ngày gần đây, giao tranh giữa Hezbollah và các lực lượng khác ở Liban với quân đội Israel đã gia tăng mạnh mẽ trên toàn bộ đường xanh, vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết 1701 và 1559 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Guterres cho biết, các cuộc không kích quy mô lớn của Israel và Liban, bao gồm cả thủ đô Beirut, đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng trong suốt năm qua, trong đó 1.500 người thiệt mạng chỉ trong 2 tuần gần đây. Tại Liban, hơn 1 triệu người đã phải di rời nơi ở và 300.000 người đã chạy sang Syria lánh nạn. Trong khi đó, hơn 60.000 người tại miền Bắc Israel đã phải di rời nơi ở. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, chúng ta đang đứng trước bờ vực của cuộc chiến tranh toàn diện ở Liban với những hậu quả tàn khốc đã xảy ra, nhưng vẫn còn thời gian để ngăn chặn. Ông khẳng định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia phải được tôn trọng. Tiếp tục với những diễn biến liên quan đến cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, ngày 8 tháng 10, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một người đàn ông Afghanistan đã bị bắt giữ tại bang Oklahoma vì âm mưu tiến hành tấn công khủng bố trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Theo cáo trạng, người đàn ông này có tên là Tahedi, 27 tuổi, đã nhập cảnh vào Mỹ từ năm 2021 bằng thị thực nhập cư đặc biệt và hiện đang sinh sống tại thành phố Oklahoma. Ông Tahedi đã tìm kiếm thông tin trên Internet về cách truy cập camera giám sát ở thủ đô Washington và các bang không yêu cầu giấy phép để sở hữu súng để chuẩn bị cho kế hoạch tấn công khủng bố của mình. Ông Tahedi cùng một đồng phạm khác đã bị bắt giữ khi gặp các nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI để mua hai khẩu súng trường AK-47. Trong thẩm vấn sau khi bị bắt, ông Tahedi cho biết đang lên kế hoạch tổ chức tấn công tại các khu vực tập trung đông người trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ và sau đó sẽ tự tử như những người tử vì đạo. Sau vụ việc trên, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland tuyên bố, chúng tôi sẽ tiếp tục chống lại mối đe dọa mà tổ chức nhà nước Hồi giáo và những kẻ hỗ trợ chúng gây ra đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Chúng tôi sẽ xác minh, điều tra và bắt giữ những cá nhân có âm mưu tấn công khủng bố người dân Mỹ. Tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý, quân đội Triều Tiên thông báo sẽ bắt đầu từ ngày 9 tháng 10 đóng cửa toàn bộ các tuyến đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên nêu rõ, một dự án sẽ được triển khai vào ngày 9 tháng 10 nhằm ngưng hoạt động hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc và gia tăng phòng thủ vững chắc ở biên giới.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các cuộc tập trận được tổ chức tại Hàn Quốc và việc Mỹ đưa khí tải quân sự hạt nhân đến khu vực bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng lần đầu tiên tiết lộ công khai một cơ sở làm giàu uranium. Từ năm 2019, sau các nỗ lực ngoại giao Mỹ, Triều và Liên Triều không đạt đột phá, tất cả các kênh liên lạc và chương trình trao đổi giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đến nay vẫn bị gián đoạn. Thưa quý vị, sự khác biệt trong thái độ của các quan chức Mỹ với chuyến thăm của Tổng thống Zelensky đã củng cố thêm tình trạng bấp bênh mà Ukraine hiện đang phải đối mặt. Khi cuộc xung đột ở Ukraine có vẻ đi vào bế tắc, sự ủng hộ của các nước phương Tây với Kiev đã giảm bớt. Hơn một tuần sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky trình bày kế hoạch chiến thắng về cách thức chấm dứt xung đột với Nga trước các quan chức Mỹ, thông tin chi tiết của chiến lược này và cách tiếp nhận vẫn còn mơ hồ. Trong khi Ukraine đang cố gắng giành thêm sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế chỉ một tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Cho đến nay, chính quyền Tổng thống Zelensky vẫn giữ bí mật về các điểm trong kế hoạch chiến thắng trên, nhưng có lẽ nó liên quan đến việc thúc đẩy quá trình gia nhập NATO hoặc các đảm bảo an ninh ràng buộc từ phương Tây. Chuyến thăm Mỹ được các quan chức Ukraine coi là cơ hội quan trọng để ông Zelensky thuyết phục Washington duy trì hỗ trợ Kiev trong tương lai. Đã không thu về kết quả như mong đợi. Tổng thống Biden vẫn giữ lập trường cấm các tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp tấn công vào lãnh thổ Nga và Tổng thống Zelensky thấy mình bị cuốn vào một cuộc đấu đá chính trị khi những thành viên Đảng Cộng Hòa có tầm ảnh hưởng chỉ trích hoặc không xem trọng ông. Một cuộc gặp với ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump, cuộc gặp đầu tiên của ông Zelensky kể từ khi nổ ra xung đột, đã diễn ra vội vã sau khi ông Trump ban đầu nói rằng ông không có kế hoạch gặp. Sự khác biệt trong thái độ của các quan chức Mỹ với Tổng thống Zelensky đã củng cố thêm tình trạng bấp bênh mà Ukraine hiện đang phải đối mặt. Ukraine phụ thuộc vào Mỹ như một đồng minh chính để trang bị vũ khí chống lại Nga, nhưng không chắc chắn sự hỗ trợ đó sẽ kéo dài bao lâu khi cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba cùng những leo thang mới ở Trung Đông. Không ai có kế hoạch từ bỏ Ukraine, nhưng Ukraine chắc chắn không nằm trong ba vấn đề chính hàng đầu với Mỹ hiện nay. Có lẽ do thiếu sự chuẩn bị và hiểu biết về những gì Mỹ đang phải đối mặt hiện nay mà ông Zelensky dường như đã tụt lại một vài bước so với những chuyến thăm trước đó của ông ấy. Mykola Davidiuk, chuyên gia về chính trị tại Ukraine nhận định, Tổng thống Zelensky sẽ có cơ hội khác để trình bày kế hoạch chiến thắng vào tuần tới tại một cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại Ramstein, Đức, sự kiện mà ông Biden cũng tham dự. Sau khi ông Zelensky không thể thuyết phục phương Tây dỡ bỏ lệnh hạn chế tên lửa, Ukraine có thể nhận được một số hình thức viện trợ khác trong hội nghị ở Đức, một quan chức giấu tên phương Tây cho hay. Đặc biệt, nhà ngoại giao này cho biết các nước NATO đang cân nhắc cách thức họ trao cho Ukraine những bước đi cụ thể hơn để gia nhập liên minh, mặc dù khả năng đó vẫn chưa đạt đến mức độ cấp bách mà Ukraine yêu cầu. Vấn đề đối với các quan chức Ukraine là cuộc bầu cử Mỹ đang đến gần và một chính quyền mới, bất kể kết quả ra sao, sẽ khiến sự hỗ trợ an ninh tương lai cho Ukraine trở nên bấp bênh. Đội ngũ của ông Zelensky đã cố gắng thuyết phục Tổng thống Biden ủng hộ kế hoạch chiến thắng như một cách để củng cố di sản của ông trước khi rời nhiệm sở. Tuy nhiên, Nhà Trắng khó có thể thực hiện bất kỳ hành động nào hiện nay. Có thể không được lòng dân hoặc gây nguy hiểm cho chiến dịch của bà Kamala Harris, các quan chức này cho hay. Mặc dù Tổng thống Ukraine Zelensky và chính phủ của ông đã nhiều lần nói rằng việc nhượng bộ lãnh thổ Ukraine cho Nga là điều không thể xảy ra, nhưng người dân nước này ngày càng tỏ ra sẵn sàng chấp nhận các cuộc đàm phán có thể tạo ra những thỏa hiệp tạm thời về toàn vẹn lãnh thổ, miễn là với tư cách thành viên NATO hoặc đảm bảo an ninh từ các đồng minh là một phần của thỏa thuận. Anton Krushensky, Giám đốc Viện Xã hội học Quốc tế Kiev đánh giá, sẽ không có tình huống mà phần lớn người dân tuyệt đối công nhận việc chiếm đóng lãnh thổ của họ. Nhưng người dân Ukraine đã chuẩn bị cho một hình thức trì hoãn trao trả hoàn toàn các vùng lãnh thổ trong tương lai, với điều kiện phải có một số yếu tố an ninh nào đó. Thái độ của công chúng đã thay đổi khi quân đội Ukraine phải vật lộn trên chiến trường trong năm qua, và những người ở xa tiền tuyến phải chịu đựng tình trạng mất điện luân phiên do các chiến dịch tấn công cơ sở tầng của Nga. Nga đã giành lại thế chủ động trên tiền tuyến trong khi Ukraine gấp rút bổ sung lực lượng đang suy kiệt của mình bằng một chiến dịch động viên.
cuộc tấn công xuyên biên giới bất ngờ của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga hồi tháng 8 đã thúc đẩy tinh thần trong nước và là lời tuyên bố với các đồng minh của Ukraine rằng nước này vẫn có khả năng giành chiến thắng trên chiến trường. Tuy nhiên, cuộc tấn công đó phần lớn đã chững lại trong khi Ukraine tiếp tục mất đi các vùng lãnh thổ ở phía đông, trong đó có thị trấn Ukleda vào đầu tuần trước. Khi cuộc xung đột ở Ukraine có vẻ đi vào bế tắc, sự ủng hộ của các nước phương Tây với Ukraine đã giảm bớt. Vào năm 2023 đã có nhiều hy vọng, nhưng vào năm 2024 có nhiều sự thất vọng và không rõ điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Đó là sự thật. Goncharenko, một thành viên thuộc Đảng Đối lập Đoàn kết châu Âu trong Quốc hội Ukraine cho hay. Ông Goncharenko cho biết kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky khó có thể chứa đựng một số yếu tố cách mạng. Một quan điểm được một quan chức phương Tây khác đồng tình khi cho biết kế hoạch này không có gì bất ngờ. Ukraine đang trông chờ vào sự ủng hộ từ đồng minh với nhiều vũ khí hơn, lộ trình gia nhập NATO rõ ràng hơn và nếu có thể thì là nhiều lệnh trừng phạt hơn đối với Nga. Nếu phương Tây cung cấp cho chúng tôi lượng viện trợ tối đa, Ukraine thậm chí có thể đạt được chiến thắng với ý nghĩa đầy đủ của từ này. Nhưng những gì chúng tôi nhận được liên tục bị hạn chế, ông Goncharenko nói. Dù đã tiếp nhận nhiều chiến đấu cơ F-16 từ phương Tây, nhưng đến thời điểm hiện tại, Ukraine vẫn chưa điều những máy bay này tham gia các trận không chiến với máy bay của Nga. Các phi công lái chiến đấu cơ F-16 của Ukraine đã phải thay đổi đáng kể cách bay trong một thời gian rất ngắn. Đây là một thách thức to lớn đối với họ khi các cuộc giao tranh ngày càng ác liệt. Business Insider dẫn nhận định của một số chuyên gia quân sự cho biết. Michael Burnett, một chuyên gia về chiến tranh trên không tại tổ chức tư vấn RAND cho rằng các phi công Ukraine buộc phải học lái F-16 trong một thời gian ngắn khiến họ không dễ dàng vượt qua những thói quen và kinh nghiệm cũ vốn ăn sâu trong nhận thức. Các phi công Ukraine chỉ được đào tạo trong 9 tháng tại Mỹ và một số nước châu Âu. Trong khi đó, các phi công phương Tây hầu hết đều được đào tạo trong 3 năm để thành thục kỹ năng vận hành chiến đấu cơ F-16. Trước khi Ukraine tiếp nhận chiến đấu cơ F-16 đầu tiên vào tháng 8 năm 2024, phi đội máy bay chiến đấu của nước này chỉ bao gồm các máy bay cũ có từ thời Liên Xô. Những máy bay cũ đó có hệ thống thủy lực, trong khi máy bay chiến đấu F-16 sử dụng hệ thống điều khiển bay ổn định tĩnh, điều khiển bay bằng dây để đạt được hiệu suất động cơ nâng cao. Với chiến đấu cơ này, máy tính sẽ xử lý dữ liệu đầu vào của phi công. Theo chuyên gia Bernard, quá trình đào tạo phi công vận hành một loại máy bay chiến đấu hoàn toàn mới rất khó khăn, vì nếu có điều gì đó không ổn, nó sẽ quay trở lại các thao tác cũ và cách xử lý tình huống cũ. Điều này có thể khắc phục được bằng cách dành nhiều thời gian hơn trên máy bay mô phỏng. Nhưng quân đội Ukraine có rất ít cơ hội để làm điều này. Các bạn vừa xem chương trình Toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh YouTube của Báo Điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vv.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.